Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 44 phút sáng thứ tư. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2023. Mình đang ngồi nghỉ giải lao uống trà đá. Xin mời các bạn uống trà đá. Xin phép các bạn cho mình húp một miếng trà đá. Mới vừa hết ca làm buổi sáng, đi vào cái siêu thị Star Market, chợ thực phẩm, để dùng phòng vệ sinh. Tiện đó cái tấp qua cái máy cho thuê phim đĩa tự động á, mướn cái phim này là về cho đứa con trai nó xem. Phim này có diễn viên châu Á người Canada, gốc người Hoa đó, gốc người Trung Quốc á. Đó, thì khi mà mình mướn cái phim này xong nè, họ nhảy lên cái chữ, họ dụ mình tặng cho mình một cái cuốn mướn tất cả các phim theo tùy ý của mình chọn. Đó thì mình lựa, mình thấy cái câu chuyện này nó lạ quá. Cái tiếng Mỹ của nó là 3000 Years of Longing. Tài tử thì cũng nổi tiếng, tài tử trong cái phim này nè. Mình thấy cái câu chuyện là lạ. Mình về mình xem cái phim này rồi mình đưa cái phim này cho đứa con trai. Mướn một cùng phim, tặng một cùng phim. Ok, thì bây giờ mình chuẩn bị thả tèn bắn lên cao tốc 90. Vừa đi để cái máy quay cảnh cho các bạn xem. Có một bạn viết comment, bạn này nói thời buổi này mà ở bên Mỹ cũng còn xài DVD nữa. Bạn phải hiểu nền kinh tế của bên nước ngoài á, là người ta không có độc quyền, người ta cho mình có tất cả mọi cái option, mọi cái sự chọn lựa. Đó, về những cái người mà coi đĩa đó, các bạn biết tại sao không? Có nhiều cái cuốn phim á, người ta không có thời gian vô gặp phim, ngồi một tiếng, hai tiếng, người ta không có thời gian. Cái phim đó, người ta không có đáng. Tiền người ta cũng coi, người ta cũng ủng hộ về cái văn hóa, nhưng mà người ta nói thôi để khi nào chờ nó ra đĩa đi, ra băng đĩa đi tôi coi. Đó thì băng đĩa đó nó cũng giúp lợi nhuận cho một cái nhà sản xuất phim. Đó, các bạn biết không, khi mà người ta chiếu phim gạp xong rồi đó, rồi người ta lên mạng, người ta chiếu ở trên mạng, mình trả tiền á, mình coi thẳng ở trên mạng á, nó gọi là stream online á. Xong rồi nó chiếu lên mạng một thời gian rồi đó, bắt đầu người ta coi chán xong rồi nó ra đĩa. Thì đĩa nó cũng là một cái hình thức để mà họ kiếm thêm tiền, các bạn biết không? Còn nếu mà mình bỏ ngỏ cái băng đĩa đó thì cái nền kinh doanh của mình bị thiệt thòi. Ví dụ như bây giờ đi, các bạn nói thôi bây giờ đừng có ra băng đĩa nữa. Thì nếu mà họ không có phát hành băng đĩa nữa đó thì họ không có thu được cái khoản đó, một vài triệu đô la, các bạn biết không? Cũng là tiền. Đó thì mấy cái quốc gia tư bản á, là người ta làm kinh tế rất là hay. Còn ở bên Việt Nam của mình á, làm kinh tế á, thường thường á, là bắt chước. Đó, bắt chước thấy mấy cái nước bạn làm kinh tế rồi mình bắt chước theo. Chẳng hạn như tập đoàn Vingroup cũng vậy đó. Không có tự mình đi trên hai cái đôi chân của mình. Thấy mấy cái hãng ô tô xe điện Tesla đầu này nọ, bắt đầu tập đoàn Vingroup bắt chước làm theo, chứ không phải là do mình có một cái sáng kiến đó, mình thấy người ta làm được mình bắt chước làm theo. Mà thường thường bắt chước làm theo á, mình giành cái thị phần của người ta, nhưng mà mình chia cái thị phần, nhưng mà dù sao nó cũng không có bằng tự mình đi trên cái đôi chân của mình, tự mình phát hành ra cái sản phẩm của mình. Đó, nếu mà tập đoàn Vingroup mà họ giỏi á, bây giờ họ thấy mấy cái hãng xe điện lớn như là Tesla đâu phải không, người ta làm ăn được, thì mình hãy nghĩ cách làm sao đó mình sản xuất pin phụ tùng, mình phục vụ cho người ta. Nếu mà Vingroup mà họ làm như vậy đó thì cái đó là một cái hướng đi rất là đúng.
Còn mà mình thấy giống như mình thấy ở đầu đường kia mở cái tiệm nail ra làm ăn ngon khách đồ đó. Mình mở ra mình chia khách là cũng giống như hồi nãy mình dùng cái từ chia thị phần đó. Rồi bắt đầu người khác cũng thấy hai cái tiệm nail đó làm ăn ngon. Cái người thứ ba nhảy vô dần dần cái cả đám cùng nhau. Ai cũng chia khách ra mớ ai của cả đám cùng nhau. Ôm xô. Thay vì mình nhìn mình thấy cái tiệm nail đó làm ăn được. Phải không? Thì mình có thể mình hợp tác với người ta, mình nói bây giờ anh làm neo được như vậy đó, anh cần bàn ghế nâng cấp, nội thất trang trí gì, anh cần sản phẩm nước sơn gì, những cái đồ phụ tùng gì tôi cung cấp cho anh cứ tiếp tục anh làm móng tay đi, rồi công việc của tôi là tôi cung cấp sản phẩm cho anh, nước sơn nè, nước sơn gel nè, cái dũa này là cái dũa dũa móng tay ngon nè, giá rẻ đồ nè đó, các bạn biết không đó, cái cách đó là cái cách mình làm ăn như vậy, mình không có sợ người ta cạnh tranh với mình độc quyền. Còn mà cái văn hóa mà ở Việt Nam của mình đó là làm kinh doanh đó là hay bắt chước người ta. Còn mà về cái ngành du lịch của Vinh Việt Nam á, ở bên Việt Nam á, là họ nghĩ á, tương lai á, cơ sở hạ tầng đồ này nọ rồi sẽ thu hút du khách nước ngoài, nhưng mà các bạn đừng có lầm, khách ở quốc tế người ta đi đến một cái quốc gia đó, đó là người ta đi tới là người ta tìm một cái độc lạ, một cái văn hóa, một cái đặc thù riêng. Cụ thể là cái nền du lịch ở bên Phú Quốc á bây giờ là nó đang bị đi lùi. Cái nền du lịch ở bên Phú Quốc đó, nó đang đi lùi. Cái chính là cái gì? Cái chính đó là mấy cái thằng người ở ngoài miền Bắc á, nó ùn ùn đi vô, nó không biết làm kinh doanh. Mấy thằng Bắc Kỳ gió nó không biết làm kinh doanh, nó có tiền, nó đi vô Phú Quốc á, nó tưởng đó là cái địa điểm du lịch đó, tương lai ngon lắm đó. Mấy cái thằng Bắc Kỳ gió nó bên miền Bắc á, nó đi vô nó bỏ tiền vô nó xây resort khách sạn đồ này nọ. Nhưng mà mấy cái thằng ở ngoài miền Bắc á, cũng chẳng qua nó cũng là đại diện, nó cũng là đối tác của mấy cái thằng Trung Quốc thôi. Trước đây cái bọn Trung Quốc á, nó cũng kết cái miếng đất ở ngoài đảo Phú Quốc lắm, nó đòi thuê 99 năm đó. Nhưng mà dân chúng người ta bức xúc, người ta phản đối thì cái vụ đó nó chìm xuồng. Nhưng mà sau này cộng sản nó cũng cho tụi Trung Quốc nó thuê đất, nhưng mà nó giấu, nó không có minh bạch, nó bí mật quốc gia, sợ người dân người ta biết, người ta nghe được á thì mất cái lòng dân á, thì nó không có bảo vệ được cái đảng đó, nó không có bảo vệ được cái đảng thì đâm ra nó cho Trung Quốc thuê đất thuê này thuê kia vậy đó, là nó giấu hết. À, nhưng mà mấy cái thằng ở ngoài Hà Nội nó cũng là đối tác thôi. Thì các bạn cứ hãy nhìn về mấy cái người mà Việt Kiều ở trên toàn thế giới đi. Người ta muốn đi về Việt Nam làm ăn, người ta đưa tiền cho anh em mua đất đứng tên giùm, làm chủ khách sạn, làm cái này cái kia. Nhưng mà tiền á, là tiền của mấy cái người Việt Kiều bỏ vô. Thì mấy cái thằng Trung Quốc nó cũng tương tự như vậy, nó không có khác gì hết á. Đó thì ở bên đảo Phú Quốc á, cái nền kinh tế của nó bị đi xuống, cái nền du lịch chứ, cái nền du lịch của bên Phú Quốc á nó bị đi xuống, nó bị đi thụt lùi. Là cái lý do là tại vì nó không có phát triển cái sự thiên nhiên của một cái quốc gia, nó không có cái đường lối đi riêng. Chẳng hạn như á, người ở bên Dubai người ta nổi tiếng là cái gì? Người ta nổi tiếng là người ta có một cái khách sạn bằng cái lá dừa. Đó thì thế giới người ta đi tới đó, người ta muốn tò mò, người ta muốn tìm, thấy không? Đó, người ta muốn tìm tòi, người ta xem cái kiến trúc cơ sở hạ tầng của cái khách sạn mình làm bằng cái lá dừa. Còn cái đằng này ở Việt Nam của mình mà nó cứ nghĩ là nó xây đường cao tốc lên, đường nhà cao tầng lên là để mà nó nghĩ là nó thu hút người quốc tế, không không có đâu. Các bạn biết á, mấy cái người phương Tây á, người ta làm kinh doanh á, không biết á, người đó là người nội địa bản xứ hay là người nào.
ai mà đi lên ngồi trên cái chiếc giá, trên cái chiếc máy bay á, cũng trả giá bằng với nhau, người ta đối xử rất là công bằng. Ai mà bước vô một cái nhà hàng hay mua một cái siêu thị gì đó, người mấy cái người tư bản á, người ta kinh doanh á, người ta không có phân biệt à, người này là người nội địa nè, mình không có coi trọng bằng mấy cái người quốc tế đồ này nọ. Ở bên Mỹ á, là người ta chiều chuộng khách hàng hạng nội địa hả, còn quý hơn là khách hàng quốc tế nữa. Các bạn biết tại sao không? Khách hàng quốc tế lâu lâu á, nó mới có dịp, nó mới tới nước Mỹ một lần. Còn cái khách hàng nội địa đó là người ta sống tại đây. À, cũng giống như mình nè. Ngày nào á, mình cũng chạy tới nhà hàng Như Lan Ba Lẹ hay là nhà hàng bánh mì Lê ở dưới Quincy. Mình là khách nội địa, mình đi tới thường. Còn mấy cái người mà ở tiểu bang khác mà lâu lâu người ta chọt vô lâu lâu. Các bạn biết không, còn ở Việt Nam không có đâu. Nó làm kinh doanh, nó xem trọng mấy cái thằng nước ngoài, mấy cái thằng Tây, mấy cái người Tàu đồ vô. À, nó nghĩ người ta có tiền, người ta xài, nó chiều chuộng người ta. Nó coi thường khách nội địa, người Việt Nam á. Nó không có chào đón nồng nhiệt, gọi là kỹ thị á, xem trọng người nước ngoài á. Thì cái lối mà nó kinh doanh kiểu như vậy á, thì người Việt Nam người ta nói ôi, tại sao tao phải đi du lịch ở trong nội địa, trong khi tao là người Việt Nam, tao đi qua bên Thái Lan, qua bên Campuchia, qua bên Lào đồ, Mã Lai đồ, người ta trọng tao, mà tao muốn ủng hộ nước nhà, tao muốn đi du lịch ở trong nội địa, mà nó chặt, nó chém, nó coi thường. À, nó thấy mấy thằng Tàu đi tới du lịch đó, thì nó chào đón người ta nồng nhiệt, nó chiều chuộng người ta. Các bạn biết không, nó hiếu khách, mà nó hiếu khách mấy cái người quốc tế. Còn mấy cái người nội địa, người ta ở tại đó, người ta hàng ngày đó, người ta chi tiêu tiền, thì không có được xem trọng. À, khách Việt Nam á, vô á thì họ đối xử cách khác. Khách nước ngoài vô đó thì họ niềm nở, họ nhiệt tình. Thì khách Việt Nam á, khách du lịch Việt Nam, người ta dần dần á là người ta kéo nhau, người ta đi du lịch qua bên Thái Lan, đi du lịch qua bên mấy cái nước bạn. Thì cái nền du lịch ở bên Việt Nam á, nó bị đi thụt lùi. Các bạn biết không, nó đi thụt lùi là tại vì nó bị mất đi một cái khoản khách hàng ở nội địa. Khách hàng ở nội địa nó rất là quan trọng các bạn. Đó thì ở bên Việt Nam mà muốn làm kinh doanh là mình phải có một cái đường lối đi riêng của mình. Các bạn thấy có những cái hòn đảo, những cái quốc gia đó, người ta không có cơ sở hạ tầng, người ta toàn là núi không à. Toàn là núi không à, nhưng mà thế giới ai cũng muốn tìm tòi tới đó. Ở đó đó người ta có một cái văn hóa, có một cái đặc thù riêng. Có nhiều cái quốc gia đó núi rừng không à, mà khách du lịch lại thích tới thăm. Người ta muốn tìm một cái gì nó khác lạ, các bạn biết không. Còn ở bên Việt Nam mà mấy cái thằng Bất Kỳ Gión nó đi vô Phú Quốc, nó xây nhà cao tầng, nó xây resort, thì hồi nào tới giờ ở trong nước Việt Nam á, người ta không có những cái nhà cao tầng, không có những cái khu nghỉ dưỡng resort á, thì đối với cái người trong nước á, thì người ta thấy nó mới mẻ. Nhưng mà đối với khách du lịch quốc tế á, những cái nước giàu á, thì những cái khu resort, những cái nhà cao tầng đó là nó quá tầm thường. Quá tầm thường tại vì mấy cái người du lịch quốc tế mà ở những cái nước tư bản á, là người ta hằng ngày đó là người ta đã nhìn thấy những cái nhà cao tầng, những cái đường cao tốc đó, những cái khu resort rồi như vậy đó. Đó, đối với người mấy cái người mà khách du lịch quốc tế đó, thì mấy cái đó là nó không có hấp dẫn người ta. Đó, khách du lịch quốc tế người ta muốn đi tới Việt Nam, người ta muốn đi tới một cái quốc gia nào á, là người ta muốn xem những cái thứ mà ở bên cái nước của người ta không có. Đó thì
ở trên thế giới á, có những cái tiểu quốc mà hòn đảo đó các bạn, những cái hòn đảo đó người ta làm cái khách sạn ở trên nước đơn sơ, cơ sở không có hạ tầng gì đó, khách đi vô đó là di chuyển bằng tàu không à. Mà các bạn biết à, những cái khách sạn mà nó làm ở trên mặt nước á, một đêm á là nó tính người ta 5-6 ngàn đô la, mà khách ở trên thế giới á, người ta ùng ùng người ta tới là tại vì chẳng hạn như ở bên Mỹ nè, đâu có khách sạn nào ở dưới nước, các bạn biết không đó, nó xây những cái nhà nghỉ mà resort đó, vòng vòng ở trên mặt nước á, có nhiều cái quốc gia đó, nó phát huy cái thiên nhiên của nó có đó, thì thế giới người ta muốn đi tới đó, người ta xem những cái lạ đó. Còn mà các bạn thấy không, nhà cao tầng nè, ở bên đây người ta chạy xe chạy tới chạy lui, người ta nhìn cao tầng, nhìn cao tốc nó quen rồi. Chẳng hạn như khách du lịch ở trên quốc tế người ta đi tới Thái Lan á, các bạn thấy không, người ta thích đi cởi voi à, người ta thích đi cởi voi, đó là cái đặc thù mà cái thế mạnh á của ngành du lịch của Thái Lan á đó, người ta thích đi cởi voi chứ người ta đâu có thích đi qua bên Thái Lan mà người ta xem những cái nhà cao tầng mà mấy cái đường cao tốc đâu. Tại vì đối với những cái nước mà những cái người mà du lịch mà Tây á, du lịch quốc tế ở Pháp, du lịch châu Âu rồi đó, thì kiến trúc của những cái quốc gia của người ta là đã quy mô rồi. Khi mà người ta đến Phú Quốc á, người ta đến Việt Nam á, thì người ta không có xem trọng mấy cái nhà cao tầng. Đó là không phải vì cái lý do đó mà người ta đi du lịch. Người ta đi du lịch tới Việt Nam là người ta muốn xem à, những cái căn nhà lá, những cái cảnh đồng quê, những cái con sông, cái văn hóa nó khác, thì mình phải phát huy cái thiên nhiên của mình đi. Không có đâu, mấy cái thằng Bất Kỳ Gió nó Hà Nội, nó đi vô Phú Quốc hả, nó phá tan nát cái thành phố, cái hòn đảo Phú Quốc luôn. Bây giờ cái ngành du lịch ở bên Phú Quốc á, mà nó đang đi tuột lùi là cũng lỗi do mấy cái thằng dốt ở miền Bắc á, mấy thằng Bất Kỳ Gió nó đi vô, nó xây resort, nó xây nhà hàng, nó xây cái này cái kia, nó xây á, mà phải chi nó lấy giá phải chăng á, thì nó làm cho cái đảo Phú Quốc á, nó có tai có tiếng. Còn cái đằng này nó xây xong nó chặt nó chém người ta đó, bây giờ đảo Phú Quốc bị mang cái tiếng quan là bị chặt bị chém. Mà những cái người chặt chém nó đâu phải là cái người mà địa phương đâu, toàn là mấy cái thằng Bất Kỳ Gió nó đi vô, nó bỏ tiền vô, nó xây resort, nó xây khách sạn, nó xây nhà hàng đó, nó xây những cái khu du lịch đó, nó chặt nó chém người ta. Cái tụi Bất Kỳ này mà nó đi tới đâu là nó tàn phá cái đất nước Việt Nam tới đó à. Chỉ có mấy cái người sáng dạ người ta mới nhìn ra được thôi. Một cái quốc gia mà có nhiều người mê tín quá, chẳng qua nó muốn làm như vậy để nó cai trị người ta thôi. Bạn nào mà sống ở bên Mỹ, một ngày có dịp mà các bạn đi qua bên Mỹ đi, người dân Mỹ không có bao giờ mà người ta mê tín, không ai mê tín đó. Những cái nước mà phát triển, những cái nước mà tư bản như là Nhật Bản, Hàn Quốc đồ, không có người dân nào mà người ta mê tín đó. Mà cộng sản đó, thay vì nó tuyên truyền, nó kêu gọi người Việt Nam đừng có mê tín đi à, nó muốn người Việt Nam mê tín để nó cai trị. Cái tụi Bất Kỳ này mà nó đi tới đâu là nó phá nát cái đất nước Việt Nam tới đó. Đó thì cái tầm nhìn của mình á, tương lai á, là tập đoàn Vingroup á, có thể là phá sản trong tương lai á, sẽ phá sản. Tại vì không thể nào mà bạn nhìn người ta kinh doanh mà bạn bắt chước người ta được hết á.
giống như đứa con trai út của mình cũng vậy đó, nhiều khi nó nói chuyện với mình, nó nói nó thấy cái kinh doanh nọ cái kinh doanh kia như vậy đó, làm ăn được rồi gì á, cái mình mới nói với đứa con trai, hồi xưa cha có quen một cái người Mỹ, người Mỹ da trắng á, cái người đó tặng cho cha một cái câu để đời luôn, lúc nào cha cũng nhớ đó. Thì hồi xưa cha cũng nói giống như con vậy, cha nói với cái người Mỹ đó, người da trắng đó, là có cái nghề kinh doanh kia làm ăn được rồi đó, tại sao ông không có đầu tư cho ông bắt chước ông làm đi. Thì cái ông người da trắng ông nói á, cái quy luật của ông kinh doanh đó là ông làm những cái gì mà ông hiểu biết về nó, ông phải gành về nó thì ông mới kinh doanh. Còn mà mình nhìn ra mà người ta làm ăn được á, mà mình không có nằm trong nghề á, mình bắt chước theo á, thì ông ta khuyên không có nên làm như vậy. Mình kinh doanh giống như bây giờ mình nấu đồ ăn giỏi đi, mình biết được, mình trong nghề mình biết được cái món ăn của mình nấu rất là ngon đó, thì mình nấu ra mình phục vụ cho người ta. Còn mà mình thấy cái nhà hàng kia đang nấu khách khứa ầm ầm vậy đó, mình chỉ cái nhìn ở bên ngoài thôi, mình bắt chước theo, mình bắt chước theo mà mình nấu đồ ăn không có ngon bằng người ta, thì cuối cùng á là mình cũng bị thiệt thòi thôi à. Người ta cũng, tại vì cái người mà người ta tiêu thụ á các bạn, người ta muốn đi tới nhà hàng ăn là người ta lựa những cái nhà hàng nào nấu ăn ngon mà giá cả nó không đắt tiền người ta mới tới, các bạn hiểu không? Cho nên tập đoàn Vingroup mà bắt chước xe điện Tesla đó, thì mình bảo đảm với các bạn, trừ khi nào mà bắt chước Tesla đó là mình phải ra sản phẩm mà giống như người ta đó, mình phải chất lượng bằng người ta. Còn mà mình sanh sao đẻ muộn mà mình vô danh mà mình không có bằng tên tuổi người ta, mà ai mà dám bỏ tiền ra người ta mua xe của mình. Trên thực tế thì ở bên Việt Nam á, xe điện, ô tô điện VinFast á, họ không có bán được bao nhiêu hết á. Đó, chẳng qua là họ dùng mưu kế, các bạn biết không? Họ lập ra một cái tập đoàn taxi. Đó, Vingroup á, họ thành lập ra một cái tập đoàn taxi. Đó, xong cái họ đưa ra mấy chục ngàn chiếc xe vậy đó, bán lại cho cái tập đoàn, bán cho cái tập đoàn mẹ. Đó, giống như mình sản xuất ra không ai mua, cái mình bán lại cho mình. Đó, cũng như chứng khoán vậy đó, xuống cái bắt đầu cái mình điện kêu người thân anh em bà con á, bỏ vô mấy ngàn cổ phiếu mua cái cho nó lên. Đó, cho nên các bạn đừng có nhìn thấy mà cái phiếu của VinFast mà ở bên Mỹ mà nó đi xuống mà các bạn đừng có mừng dội nha, đó là một cái đòn bẩy đó, họ lùa gà đó, họ cố tình là họ làm cho xuống còn không đồng vài chục sen họ mua vô, họ thảy tiền vô họ mua. À, họ mua cái bắt đầu cái tự nhiên cái ai cũng gùm mua cái nó lên cái, các bạn cứ hình dung đi, một cổ phiếu mà họ lời 10 đô thôi, chỉ cần họ lời 10 đô thôi, khi mà nó xuống còn một đồng á, bắt đầu cha con nó hả thảy vô hàng triệu đô la vậy, nó mua một đồng một cổ phiếu, à vài ba tuần sau cái nó lên 20, nó bán ra nó lấy lời, các bạn biết không? Mình đậu vô đây để mình dùng cái phone mình mua cái ly cà phê sữa đá cho đứa con trai. Theo cái cách nhìn của mình về cái tập đoàn Vingroup á, tương lai là họ sẽ phá sản. Tương lai tập đoàn Vingroup họ sẽ bị phá sản. Đối với mình thì Cộng sản Việt Nam họ dốt lắm, họ không biết làm kinh doanh. Nhìn tới nhìn lui bên Việt Nam đi, ở Việt Nam cái mà thu nhập chính là chính phủ Cộng sản Việt Nam họ dùng cái miếng đất của Việt Nam. Đó, họ dùng cái miếng đất của Việt Nam, họ bán cho quốc tế vô xây công trình đồ, Samsung đồ, Apple đồ. Đó, rồi xây khách sạn đồ lên gì đó.
nó giàu là nhờ đất á. Ở bên Việt Nam á, ngoài cái sự mà giàu là nhờ đất ra mà làm kinh doanh á, các bạn biết tại sao mà mình khẳng định ở bên Việt Nam dốt không biết kinh doanh không? Ai mà làm trong cái lĩnh vực kinh doanh đó, người ta đều đồng ý. Cái trong cái kinh doanh đó, cái điều quan trọng là các bạn phải tạo cái niềm tin. Các bạn phải tạo cái niềm tin. Khi mà người ta không có cái lòng tin á về cái sản phẩm của bạn á, thì không thể nào bạn kinh doanh được. Đó là cái quy luật trong kinh doanh. Kinh doanh là phải có uy tín. Còn cái đằng này, xe VinFast đó, nó sản xuất ra, người ta bị hạ xe, người ta bị cháy điện, bị mát, bị sự cố đồ này nọ, nó cấm đón, nó không có cho người ta làm YouTube chia sẻ đồ kinh nghiệm đồ. Ai mà làm chủ xe ô tô điện VinFast đó mà tải clip lên đó là bị công an nó mời nó tới nó làm việc. Thì cái lòng tin của người dân á, người ta không có còn nữa. Đó, khi người ta bỏ tiền ra người ta mua xe, người ta nói thà là ta mua cái xe ô tô điện của Toyota, hay là ta mua một cái chiếc xe điện của Nam Hàn, còn ngon hơn là ta mua cái xe điện của thằng VinFast. Là tại vì người tiêu thụ người ta có cái lòng tin. Người ta có cái lòng tin vào Toyota, người ta có lòng tin vào hãng xe của Nam Hàn. Đó, các bạn biết không? Đó, thì Cộng sản Việt Nam họ bắt tài quá, họ mới tiên truyền, họ mới kêu gọi là yêu nước Việt Nam nên dùng sản phẩm ma dê của Việt Nam. Đó là một cái, cũng là một cái chiêu trò độc tài. Ở những cái nước tư bản á, người ta không bao giờ mà người ta khuyên người tiêu thụ nên mua xe của ai. Ở những cái nước tư bản người ta không có bao giờ người ta khuyên. Tại vì chơi như vậy đâu có công bằng đâu. Phải không? Tôi bỏ tiền ra là tôi làm tiền mồ hôi nước mắt. Tôi mua cái xe đó là phải đáng cái đồng tiền của tôi. Chứ không phải là tôi mua cái xe đó là tại vì tôi vì tôi yêu nước tôi mua cái xe. Nếu mà tôi vì tôi yêu nước tôi mua cái xe, rồi tôi mua cái xe 2-3 tỷ Việt Nam đồng, rồi bỗng dưng cái tôi chạy giữa đường rồi cái xe đó nó bị cháy, nó cháy lên hay nó lật ra, nó làm cho cả gia đình tôi bị đi bắn muối, ai chịu trách nhiệm? Các bạn biết không, mấy cái người người ta có cái cách nhìn xa, đó là người ta nhìn khác. Còn cái văn hóa Việt Nam của mình là người ta chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi, người ta không nhìn cái đường dài. À, cái lợi trước mắt là ôi xe VinFast không có thua gì xe Toyota đâu, đẹp quá chừng đẹp luôn nè. Còn cái đường dài là cái gì? Cái đường dài lỡ bị sự cố rồi cái xe đang chạy nó bị bốc cháy lên, ai chịu trách nhiệm? À, lỡ nó bị chết máy giữa đường, ai tới cẩu cho tôi? Không lẽ tôi tự ở dưới Cà Mau mà kêu tôi la cẩu cái xe đi lên ra Hà Nội, đi tới cái xưởng của VinFast ở ngoài Hải Phòng để bảo trì, rồi tôi chạy tôi hết điện hết pin rồi ở dưới những cái vùng xa xôi hẻo lánh ở mấy cái biên giới Campuchia Lào đồ này nọ, tôi lái xe ra bên đảo Phú Quốc rồi tôi hết điện rồi cái chạm chặt điện nó nằm ở đâu? Các bạn hiểu không? Người ta phải nghĩ cái đường dài chứ đâu phải là nghĩ. Cũng giống như cái công ty Uber nè, họ cần tài xế đó, họ dán mấy cái bảng băng gòn đó quảng cáo khắp mọi nơi. Họ nói làm tài xế Uber hả, một tuần lãnh lương được 1.000 đô, nhưng mà họ đâu có nói là anh làm bao nhiêu giờ anh mới được 1.000 đô. Họ đâu có để gõ ra là anh phải chạy 100 giờ 7 ngày một tuần 12 tiếng đồng hồ. Họ đâu có nói gõ bao nhiêu giờ. Họ chỉ đưa ra con số là 1.000 đô la một tuần. Họ không nói là bao ở trong đó 1.000 đô la là bao nhiêu tiền xăng, bạn phải đóng thuế cho chính phủ là bao nhiêu. Họ chỉ nói khơi khơi đó, 1.000 đô la một tuần, mà họ không nói là anh làm bao nhiêu giờ. Các bạn biết không? Còn một cái công ty mà người ta thật sự mà người ta trung thực á, là người ta sẽ nói rõ ra, tôi cần người, tôi thuê người, anh làm cho tôi là mỗi một giờ là tôi trả cho anh bao nhiêu. Người ta nói rõ ra một giờ bao nhiêu. Đó là những cái
cái người mà người ta kinh doanh uy tín, người ta trung thực đó, người ta giữ cái uy tín. Các bạn thấy mà những cái sản phẩm Gucci, những cái hàng hiệu đồng hồ Rolex đồ này nọ, từ hồi xưa tới bây giờ mà có bao giờ mà ai mà nói xấu về những cái sản phẩm đó không? Đó là cái uy tín của người ta chứ không phải là cái thương hiệu. Có bao giờ mà ai mà đeo cái vỏ mà hiệu LV mà nó bị đứt cái quai giữa đường không? Mang một cái đôi giày hiệu như này nọ đó, nó bị thấm nước đồ này nọ, nó ướt chân người ta đồ, nó làm cho người ta bị đau chân không? Không có. Chứ không phải là hãng Gucci hay là đồng hồ Rolex đồ là người ta là một cái hiệu. Nhưng mà cái độ bền, cái đồng tiền người ta bỏ, cái người mà đầu tư ra người ta bỏ nó ra, nó đáng cái đồng tiền, cái uy tín, các bạn biết không? VinFast là họ làm xe ô tô điện là chẳng qua là họ bắt chước thôi, chứ họ không có một cái sáng kiến gì mà riêng của họ hết đó. Thì cái nền du lịch ở Việt Nam của mình cũng vậy nữa. Đừng có nghĩ vô là mình xây đường cao tốc cơ sở hạ tầng đồ là, tại vì những cái thứ đó hồi nào tới giờ người Việt Nam của mình không có. Thì khi mà người Việt Nam của mình không có đó, thì thấy những cái cơ sở hạ tầng như ô, ở dưới miền Tây hồi nào tới giờ không có cái cầu treo bắc qua sông Hậu, à bây giờ có cái cầu treo dài qua nhìn nó lạ lạ. Nhưng mà đối với mấy cái người nước ngoài, người ta đi du lịch vô Việt Nam, cái đó là nó thường quá chừng rồi. Ở bên mấy cái nước châu Âu hay là ở bên cái nước Hàn Quốc hay Nhật Bản, đi qua cầu treo là nó là một cái chuyện bình thường. Các bạn biết không, giống như hồi lúc mà cầu Cần Thơ mới vừa xây xong vậy đó, tất cả mọi người ở mọi nẻo khắp miền Tây ai cũng ùng đi tới đó nhìn tận mắt một cái cho nó đã mắt, tò mò. Còn đối với khách quốc tế, người ta đi tới Việt Nam là người ta không có cần những cái thứ đó. All right. Pick up for Quark. What is it? Quark. Yes. Drive up, sir. Okay, thank you. Thường thường á là mình chọn mua cà phê ở đây đó, phần đông á là mình đi bộ vô. Lâu lâu thì mình ngồi trong xe thôi, nhưng mà mình thích đi bộ vô nó nhanh hơn. Các bạn mà muốn tìm hiểu về mà làm ăn mà du lịch ở trên toàn thế giới á, bây giờ nói cụ thể như vậy nè, dân ở bên cái bang của mình hay trên toàn nước Mỹ á, người ta đi tới cái thác Canada đó là người ta muốn đi du lịch qua đó là cái gì? Người ta đi qua đó là người ta muốn nhìn cái thác nước The Niagara Falls. Chứ người ta không có đi tới đó là người ta cần những cái đường xá cơ sở hạ tầng. Đó, dân chúng mà ùn ùn mà người ta đi tới Niagara Falls mà biên giới với lại của cái bang New York. Từ người ta tới đây, cái thác đó người ta nhìn cái gì? Cũng như khách du lịch ở quốc tế, người ta muốn đi tới chợ nổi cái găng, người ta muốn nhìn cái gì? Người ta đi tới chợ nổi cái găng là người ta muốn xem cái văn hóa mấy cái người sinh sống buôn bán ở trên cái đó đây. Thì mình có những cái thiên nhiên đó đó, mình nên phát triển nó lên, cái thế mạnh của mình. Các bạn biết không? Cũng như có nhiều người, người ta thắc mắc, người ta hỏi mình tại sao mình học thứ tiếng này, thứ tiếng kia, tiếng Thái Lan rồi vậy đó. Tại vì cái đó là cái thế mạnh của mình có cái năng khiếu. Mình có cái năng khiếu đối với mình thì mình học nó dễ, các bạn biết không? Nó mình dùng cái thế mạnh của mình, chứ không phải là mình thích học thứ tiếng này, thứ tiếng kia. Mỗi con người á, mình có một cái trời sanh ra, mình có một cái tài riêng của mình. Đối với mình thì mình học thứ tiếng này, thứ tiếng kia nó không có khó. Đó là cái thế mạnh của mình. Có nhiều người bạn bè quen biết, người ta thắc mắc, hỏi mình với tại sao mình học tiếng Thái Lan. Mình nói là tại vì tiếng Thái Lan nó tựa tựa như tiếng Việt gì đó. Mình nghe nói nó nặng lắm,
tiếng Thái Lan á, mình nghe nói nó mới lúc đầu mình chưa học, mình chưa biết qua đó, thì mình nghe nó có cái cảm giác nó là một cái thứ tiếng khác. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu ở đó 90%, phải 80-80% dấu ngã, cái cách nói dấu ngã, dấu quyền, dấu nặng đồ đó là nó y chang như là tiếng Việt vậy đó. Mà nó có nhiều từ của tiếng Việt của mình nhưng mà cái nghĩa khác. Chẳng hạn như các bạn biết mà ở ngoài miền Bắc á, mà người ta dùng cái từ mà mường á, mường bản, mường này, mường kia vậy đó. Đó thì cái tiếng mường là cái tiếng của Thái Lan. Nếu mà mình nói tiếng Thái Lan mà quốc gia Thái Lan á, thì mình dùng cái từ mường cũng được. Mường Thai, mường Thai là dịch ra là nước Thái Lan. Nó cũng có một cái từ khác nữa là từ Prathethai. Prathethai là quốc gia Thái Lan. Nhưng mà nếu mà mình muốn nói cho dễ theo tiếng Việt Nam của mình á, mình nói là Mường Thai. Mường Thai dịch ra là đất nước Thái Lan. Đó, Mường Thai, Mường á là tiếng Việt của mình. Thì Thái Lan nó cũng dùng cái tiếng Mường. Các bạn biết không, đó là cái thế mạnh mà mình học là lý do đó. Còn mà các bạn biết mì không? Cái từ mà mình nói, ví dụ như mình nói mì ăn liền hay là mì. Mì ở tiếng Thái Lan dịch ra là có. Giống như người Thái Lan hỏi bạn có hay không là khun mì mấy. Khun mì mấy là bạn có không? Mì là có đó. Rồi người Thái Lan người ta dùng cái từ mà quốc gia người ta gọi Má Lai, người ta cũng nói y như Việt Nam của mình vậy đó. Giống như người Việt Nam của mình nói tiếng Việt đi, ở nước Hồng Kông, nước Mã Lai, nước Campuchia đồ này nọ, thì người Thái Lan người ta cũng nói y chang vậy đó. Người ta cũng nói chuyện với nhau, người ta muốn nói nước Mã Lai người ta cũng nói là Mã Lê. Indo, Hồng Kông người ta cũng phát âm như tiếng Việt vậy đó. Còn Campuchia đó thì người Thái Lan gọi là Campucha. Campucha thì nó cũng tự tựa thôi, nó cũng dễ học thôi. Đó là cái thế mạnh của mình. Tại sao mà mình học cái thứ tiếng, các bạn biết không? Ý ở đây mình muốn nói á, Việt Nam mà muốn làm kinh tế mà về du lịch á, là nên phát triển cái thế mạnh, cái thiên nhiên của mình. Đừng có bao giờ mà ảo tưởng mà xây cơ sở hạ tầng đồ lên. Oh no. I order a coffee and a sandwich. Is that on the go? Yes. Of what? Yeah. Also, get any cigarettes, man? Huh? You get a cigarette, you smoke cigarettes? I don't smoke. Oh, that's good. Yeah. That's good. Can I have one shot? Yeah, thank you. Take care, my friend. Cái người nhân viên đưa lọn ly cà phê của mình xong hỏi mình có hút thuốc không, xin điếu thuốc. Mình nói mình không có hút thuốc. Tại vì mấy người này người ta quen với mình thôi, người ta mới tự nhiên thôi. Đó thì tập đoàn Vingroup họ làm kinh doanh đó là phần đông là họ bắt chước. Taxi cũng là mở hãng taxi là cũng xanh sao đẻ muộn, cũng bắt chước người ta. Các bạn biết không? Rồi làm xe ô tô điện cũng bắt chước người ta, rồi đưa lên sàn chứng khoán ở bên New York, nước Mỹ bán chứng khoán cho xe ô tô điện VinFast cũng bắt chước người ta. Cái gì mà mình bắt chước người ta là không bao giờ thành hết đó. Còn mà nói về du lịch á, bây giờ Việt Nam mà muốn làm du lịch mà thu hút người quốc tế á, là mình phải phát triển những cái gì mà cái thế mạnh của nước Việt Nam của mình có. Việt Nam của mình nó có là cái gì về cái thiên nhiên đó. Chẳng hạn như bây giờ ở dưới miền Tây á, là có cái chợ nổi phải không? Đó thì mình bắt đầu mình phát triển, mình làm sao cái chợ nổi của mình nó quy mô thêm. Đó, nó có cái sự gì mà nó làm thu hút người ta.
Đó, rồi bây giờ là khách đó, ở trong nước đó, mình đi tới đó, đừng có chặt chém người ta, mà mình phải đối xử người của mình đó, là quý hơn khách quốc tế. Cũng giống như lúc nãy mình kể với các bạn vậy đó, mình là khách nội địa, mình đi tới những cái nhà hàng như Lan thường xuyên, Ba Lẹ. Còn mấy cái người mà du lịch ở Siêng Bang, lâu lâu người ta tới một lần, người ta đâu có xài tiền bằng cái người địa phương. Thì tại sao mà mình thấy khách quốc tế Tây đồ, người Tây đồ vô, người Pháp đồ vô, người Canada đồ vô, người Nhật Bản đồ vô, mà mình giả đò, mà mình nhiệt tình với người ta. À, đâm ra khách du lịch Việt Nam của mình đi qua bên Thái Lan. À, tại vì tôi muốn ủng hộ quê nhà, tôi muốn đi du lịch ở nước nhà, mà họ kỳ thị, họ không có đối xử với tôi tốt. Trong khi tôi là người ngoại quốc, tôi là người Việt Nam, tôi đi qua bên Thái Lan, mà người ta đối xử với tôi nhiệt tình. À, thì tôi đi qua bên Thái Lan, chứ tôi không có đi du lịch ở trong nội địa. Các bạn biết không? Các bạn tìm hiểu mà về du lịch đi. Có nhiều cái quốc gia ở trên thế giới hả, người ta không có cơ sở hạ tầng gì đó, đồi núi không à. Quốc gia Nepal á, đồi núi không à. Có một cái ngọn núi mà cao nhất trên thế giới là cái ngọn núi Everest á, rất là nổi tiếng đó. Mà khách du lịch đó, người ta đi tới đó, đó là người ta muốn tìm hiểu cái văn hóa ở đó thôi, người ta không có màng về cơ sở hạ tầng đồi núi không à. Quốc gia Nepal á. Rồi thế giới á, người ta đi qua bên Campuchia là người ta đi tới đó để làm gì? Chủ yếu là người ta đi tới thăm cái đền chùa Angkor Wat. Người ta đi tới Campuchia đâu phải là người ta đi tới đó người ta thăm cơ sở hạ tầng đâu. Các bạn biết không? Rồi mấy cái người mà quốc tế người ta phái qua bên Thái Lan là cái gì? Ở bên Thái Lan là nó có nhiều cái chợ nổi, nó lạ lạ biết không? Các bạn để ý đi, ở bên Thái Lan mà trên cái dòng sông mà nó giống như cái sông Sài Gòn mà ở sông ở Bangkok, mà nó có những cái tiếng đường mà tàu bè rồi nó chở mình đi trên cái sông ở Bangkok á. Các bạn thấy không, nó có nhiều cái tàu cao tốc quy mô gì đó mà khách du lịch người ta phái đi vỏ lãi à. Thì mình phát huy, ở bên Việt Nam mình nên phát huy ra vỏ lãi. Các bạn biết không? Đó, người nước ngoài người ta thích đi về Việt Nam, người ta thích ngồi xích lô. Thích ngồi xích lô thì mình phát huy ra những cái gì, cái thế mạnh của mình đi. Cái đằng này hả, mơ mộng lên muốn hả, xây đường cao tốc, xây nhà cao tầng, mà mình quên rằng những cái thứ đó mình đâu có bằng những cái quốc gia ở trên thế giới. Cho dù mình xây cách mấy xây thì nội mà mình so với cơ sở hạ tầng mỗi một cái quốc gia Dubai không là mình đã không bằng rồi, nói chi tới quốc gia nào. Các bạn biết không? Thì mình đừng có nên đeo đuổi những cái gì mà nó không thuộc về mình. Đó, người ta đi du lịch qua bên Thái Lan là người ta phái cái gì? Phái cởi voi, phải không? Ngồi vỏ lãi, đi chợ nổi. Tại vì những cái thứ đó ở những cái nước tư bản người ta không có, thì Việt Nam cũng nên phát triển. Đó, họ không có xem trọng. Mà phát triển mấy cái khu resort hay mấy khu này khu kia, mà phải chi mà xem trọng, mà đừng có chặt chém người nội địa đâu. Không có. Người nội địa vô thì đối xử khác. À, cái bọn tàu vô thì nịnh nó, đối xử nó nhiệt tình. Đâm ra Việt Nam người ta âm thầm người ta tẩy chay. Tại vì các bạn không có tầm nhìn, các bạn không có sáng dạ thôi chứ. Theo cái cách nhìn của mình là đại đa số người dân ở trong nước Việt Nam bây giờ là người ta đang tẩy chay phú quốc. Mà các bạn biết tại sao người ta tẩy chay không? Tại vì người ta đi tới đó một lần, người ta biết được những cái chủ mà khách sạn kinh doanh resort đó toàn là mấy thằng Bắc Kỳ Gión không à. À, Bắc Kỳ Gión, mày đi tới đâu mày hả, làm phiền, mày quậy phá nát cái nước Việt Nam, tẩy chay mày luôn. Rồi các bạn xem đi, không bao giờ mà đảo Phú Quốc mà ngóc đầu lên nổi đâu. Nếu mà các bạn mà muốn giỏi về kinh doanh á, đừng bao giờ ra Phú Quốc kinh doanh. Phải không? Tại vì
ngành du lịch của nó đang đi xuống là do mấy cái thằng Bắc Kỳ nó vô đó nó phá nát. Tại sao mình phải chui vô một cái chỗ mà nó bị mất tiếng, không còn uy tín, đâu có ai dạy vô đó kinh doanh. Đó thì sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023, trên đường lái xe đi về nhà, bỏ ra vài phút thời sự giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe. Xin hẹn các bạn lại trong clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt.